Người có phúc thì không cần toan tính, người vô phúc tính toán cũng bằng không. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện này để có thể lý giải được vì sao có câu nói trên. Xưa kia có một vị tú tài tên là Trần Hữu Vọng, nhà ở núi Lĩnh Nam, gia cảnh sung túc đủ đầy. Chỉ tiếc rằng con đường quan vận lại gặp cảnh gian truân, liên tiếp 5 lần thi cử đều không đổ. Một hôm, Trần Hữu Vọng nghe nói dưới thị trấn có người tên Lý Bán Tiên, bói mệnh như thần. Vậy là Trần Hữu Vọng xuống trấn tìm gặp Lý Bán Tiên bói một quẻ, xem vận mệnh tiền đồ của mình ra sao. Khi vừa tới thị trấn, Trần Hữu Vọng thấy quầy xem bói của Lý Bán Tiên rất vắng bóng người. Chỉ thấy Lý Bán Tiên đang xem quẻ cho một người ăn mày. Trần Hữu Vọng thấy người ăn mày đưa cho Lý Bán Tiên một đồng xu để xem quẻ cho mình, xem nguyên cớ vì đâu cuộc đời lại trăm nghìn cơ cực như vậy. Lý Bán Tiên nhận tiền của người ăn mày, sau đó xem qua chỉ tay và ngũ quan của người ăn mày. Tiếp đó lại bảo người ăn mày đọc tên họ và ngày tháng năm sinh bát tự. Người ăn mày nói tên là Dương Cơ Đường, sinh tháng 2 năm Mậu Tuất. Lý Bán Tiên bấm ngón tay tính số một hồi rồi nói: số mệnh của ngươi cũng không đến nỗi tệ, sau này ắt sẽ gặp quý nhân giúp đỡ. Khi đó không những vận mệnh thay đổi mà còn lấy được vợ, sinh hai người con trai và sống đến năm 70 tuổi, không bệnh mà chết. Người ăn mày nghe Lý Bán Tiên bói cho mình như vậy thì vô cùng vui mừng và cảm tạ Lý Bán Tiên. Sau khi người ăn mày rời đi, Trần Hữu Vọng đến trước quầy của Lý Bán Tiên nói: tại hạ quan vận bất hạnh, xin tiên sinh bói cho một quẻ xem gian vận và tiền đồ thế nào. Lý Bán Tiên yêu cầu Trần Hữu Vọng cho biết họ tên và giờ sinh tháng đẻ. Sau khi có được giờ sinh tháng đẻ, Lý Bán Tiên tính toán hồi lâu, vẻ mặt không ngừng biểu lộ sự kinh ngạc khó hiểu, thần sắc thay đổi. Trần Hữu Vọng thấy vậy mới hỏi: tiên sinh không cần lo ngại, có điều gì xin cứ nói thẳng, đừng ngại. Nghe Trần Hữu Vọng nói vậy, Lý Bán Tiên mới đáp: thứ cho tôi nói thẳng, số mệnh của anh đại hỷ đại sầu, vui cũng nhiều mà buồn cũng chẳng ít. Số anh sẽ đổ trạng nguyên, làm quan lớn, nhưng mà cuối cùng lại phải chịu cảnh nghèo đói cơ cực, chết nơi đầu đường. Mới nói đến đó, Lý Bán Tiên đã thấy Trần Hữu Vọng thần sắc không còn nên an ủi: việc vận mệnh ở đời, tin thì có, không tin thì không, mọi việc đều do con người. Nếu như có thể hành thiện tích đức cũng là có thể cải được mệnh trời. Hữu Vọng nghe xong thì đưa cho Lý Bán Tiên một đồng xu rồi buồn bã rời đi. Một năm sau đó, Trần Hữu Vọng vào kinh ứng thí. Thật trùng hợp thay, đi trên đường, Trần Hữu Vọng gặp một người ăn xin bệnh tật đang nằm bên đường nên động lòng thương xót, cõng người ăn xin tìm một quán trọ rồi gọi tiểu nhị sắp xếp phòng ở và gọi thầy thuốc đến khám chữa. Qua mấy ngày sau, người ăn xin dần dần hồi phục. Trần Hữu Vọng hỏi người ăn xin quê quán nơi nào, hà cớ làm sao lại ốm đau bệnh tật bên đường như thế. Người ăn xin đáp: tại hạ tên Dương Cơ Đường, cũng từng học sách thánh hiền mấy năm, nhưng sau đó gia đình gặp phải án oan của quan phủ nên tán gia bại nghiệp. Cha mẹ cũng vì thế đau buồn mà chết, bản thân phải lưu lạc bên ngoài xin ăn qua ngày. Trần Hữu Vọng nghe đến ba chữ Dương Cơ Đường thì giật mình sửng sốt, nhớ lại chuyện xem bói khi xưa, nhìn kỹ lại quả đúng là người đó. Trần Hữu Vọng nghĩ, hắn bị ngất bên đường, mình trùng hợp nhìn thấy nên cứu được, lẽ nào mình chính là quý nhân trong đời của hắn? Xem ra đây cũng là duyên phận, làm người thì cần phải hành thiện tích đức, huống chi mình là người đọc sách thánh hiền, nay gặp người hoạn nạn, lẽ nào lại không giúp hắn?
Vậy là Trần Hữu Vọng đi mua quần áo mới cho Dương Cơ Đường, rồi rủ Dương Cơ Đường cùng mình vào kinh ứng thí. Trên đường đi cũng coi như có người bầu bạn. Sau khi Dương Cơ Đường thay đổi y phục sạch sẽ, hai người nhìn rất có nét giống nhau, cứ như hai huynh đệ một nhà cùng nhau khởi hành. Chớp mắt đã đến kinh thành, hai người cùng tham gia thi cử. Vừa thi xong, Trần Hữu Vọng lại đổ bệnh. Mặc dù Dương Cơ Đường tận tâm chăm sóc, nhưng bệnh mãi vẫn không tiến triển. Mấy hôm sau tới ngày có kết quả kỳ thi, vì thân thể suy yếu nên Trần Hữu Vọng không đi xem được mà nhờ Dương Cơ Đường đi xem. Dương Cơ Đường đi xem, thấy Trần Hữu Vọng đỗ trạng nguyên. Trong lòng mừng thay cho ân nhân, nhưng đến lúc tìm đến tên mình thì mãi chẳng thấy đâu. Trong lòng buồn bã trở về khách trọ. Về đến khách trọ, định bụng mang tin mừng cho ân nhân hay, nhưng thấy Trần Hữu Vọng đang hôn mê bất tỉnh, thần sắc chẳng còn, có lẽ cũng chẳng sống được mấy hồi nên nảy sinh ác niệm. E rằng số hắn không hưởng được cái phúc trạng nguyên này rồi, chỉ bằng mình giả mạo hắn đi hưởng cái phúc phận này. Dù sao thì mình và hắn tướng mạo cũng khá tương đồng, mà dù cho hắn may mắn không chết, lúc đó có chết mình cũng không thừa nhận, hắn cũng chẳng làm gì được. Nghĩ xong, Dương Cơ Đường liền trộm lấy tư trang của Trần Hữu Vọng, bao gồm cả giấy tờ chứng khảo đi ứng quan. Quan chủ khảo kiểm chứng giấy tờ chứng minh thân phận của Hữu Vọng, không thấy có gì bất thường nên tiếp tục tham gia thi điện. Lần này cũng coi như Dương Cơ Đường có chút tài học, qua được quan khảo nên được bổ nhiệm làm quan cao. Trần Hữu Vọng ở quán trọ đợi 7 ngày mà không thấy tin tức của Dương Cơ Đường. Nhờ người hỏi thăm thì được tiểu nhị nhà trọ nói, người huynh đệ của anh đã được phong làm quan rồi. Nghe vậy, Trần Hữu Vọng thấy vui trong lòng, thật là mừng cho bạn. Hữu Vọng cố gắng nhấc tấm thân yếu ớt đi thăm bạn, nhưng lại bị bạn từ chối không gặp. Thấy làm lạ quá, Trần Hữu Vọng đi xem bảng thi. Thấy tên mình đứng đầu bảng thi nên mới tỉnh ngộ. Hóa ra Dương Cơ Đường mạo danh tên mình đi ứng quan. Vậy là Trần Hữu Vọng đi cáo trạng, nhưng tất cả giấy tờ chứng minh thân phận đều không còn nên cũng chẳng thể làm gì được, lại bị quan phủ đánh đuổi ra ngoài. Gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa, Trần Hữu Vọng đành đi khắp nơi kêu oan. Một đêm, Trần Hữu Vọng lại gặp phải một đám lưu manh đánh đập rồi ném xuống sông. Đến khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc thuyền lớn, hóa ra số mình mạng lớn, vô tình được Trương Viên Ngoại cứu sống. Trương Viên Ngoại đem Trần Hữu Vọng về nhà chăm sóc, thấy Hữu Vọng là người hiểu sách thánh hiền nên giữ lại dạy học trong nhà. Thấy Trần Hữu Vọng dạy học chăm chỉ, người lại hiền lương, nên đem gả con gái cho Trần Hữu Vọng. Cũng từ đó, Trần Hữu Vọng đổi tên thành Dương Cơ Đường, lấy vợ sinh con. Sau khi lấy vợ thì sinh được hai người con trai, cuộc sống cứ thế hạnh phúc qua ngày. Sau này tình cờ gặp lại Lý Bán Tiên, nhớ lại chuyện xưa thấy oán hận trong lòng nên Trần Hữu Vọng oán trách. Lý Bán Tiên nghe Hữu Vọng kể lại đầu đuôi sự việc xong liền cười lớn nói, lão phu sao có thể bói sai cho cậu được, cậu là người thiện lương, ắt có thiện báo, ông trời đã tìm cho cậu một người thế thân chịu tội. Nghe vậy, Trần Hữu Vọng mới chợt hiểu ra huyền cơ. Lại nói về Dương Cơ Đường, sau khi làm quan chẳng được bao lâu thì tham ô hối lộ nên bị miễn chức bãi quan. Tất cả gia sản đều bị tịch thu, người nhà bị bắt làm nô bộc, bản thân thì lại phải sống ăn xin cô độc ngoài đường. Cuối cùng cũng mắc bệnh mà chết bên đường, ngay cả xác cũng không người chôn cất. Đây đúng là ứng với câu nói, người có phúc thì không cần tính toán, người vô phúc tính toán cũng bằng không. Dừng Cơ Đường mạo danh Trần Hữu Vọng mà hưởng phúc trạng nguyên được lúc đầu, nhưng sau cùng lại phải gánh họa cuối đời của Trần Hữu Vọng. Còn Trần Hữu Vọng thì thiện lương vô tình lại được hưởng phúc,
cuối cùng sống đến năm 70 tuổi, không bệnh mà đi. Quả là thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo. Đạo Phật luôn đề cao tinh thần nhân quả. Chúng ta sống trong cuộc đời này đều là sống trong nhân quả. Cuộc sống chúng ta hiện nay là thừa kế cái quả của đời trước, gọi là thừa kế nghiệp. Chữ nghiệp trong Phật giáo có ý nghĩa sâu. Một số người thường quan niệm mỗi người sinh ra đều có số mệnh. Người có số giàu thì giàu, người có số nghèo thì nghèo, người có số xấu thì xấu, vân vân. Trong nhà Phật không nói số mệnh mà cho là nghiệp. Nếu nói là định mệnh thì sẽ ngăn chặn con đường tiến hóa. Số mệnh định sẵn như vậy rồi, không thể chuyển được nữa. Do con người tin như vậy nên đầu hàng số phận. Trái lại, Phật giáo cho là nghiệp chúng ta tu có thể chuyển hóa được. Nghiệp tức là những hành động tạo tác của con người trong đời trước hay đời này. Nghiệp do chúng ta tạo nên có thể chuyển đổi. Nếu lỡ tạo nghiệp xấu, nghiệp ác, chúng ta thức tỉnh biết đó là sai quấy, quyết tâm sửa đổi thì sẽ chuyển thành nghiệp lành, nghiệp tốt, đó là tu. Có tu mới đưa con người tiến hóa thăng hoa, đem lại niềm tin cho chính mình. Theo tinh thần Phật dạy, tất cả chúng ta đều sống trong nhân quả. Sống với quả hôm nay là do nhân đời trước. Quả lành dữ, khổ vui hoặc ngu trí sang hèn đều có nhân đời trước chứ không phải ngẫu nhiên. Do con người tạo nghiệp không đồng nên sanh ra mỗi hoàn cảnh không đồng. Có những người cùng sanh ra trong một gia đình, một cha mẹ, nhưng có đứa thông minh, có đứa không được thông minh, có đứa giàu, có đứa không làm ăn được. Theo khoa học nói, gen cha mẹ sao thì con cái như vậy. Nhưng đôi khi cha mẹ rất thông minh mà con thì ngu đần. Hoặc cha mẹ không thông minh mà con là thần đồng. Vậy đâu phải do gen. Vì vậy, nếu lấy tinh thần khoa học mà giải thích thì không giải thích hết được. Phật Pháp thấy rõ điều này rất đơn giản. Đều do nhân quả nghiệp báo của con người đã tạo đời trước. Như đời trước đã tạo nghiệp sáng suốt trí tuệ, nên đời này lưu lại, sanh ra người đó phát triển trí tuệ sớm. Có những đứa bé thần đồng, sanh ra đã biết được những điều nó chưa học. Có những người mới gặp nhau lần đầu, đã thấy có cảm tình, hoặc mới gặp mà cảm thấy ghét cay, ghét đắng. Do cái gì? Do nghiệp duyên đời trước. Ai gần gũi với mình nên gặp nhau đã có cảm tình. Còn người kia trước cũng có nghiệp duyên trái nghịch nên thấy lần đầu đã không có cảm tình. Đó là tinh thần nhân quả Phật dạy. Hình tướng mỗi người cũng vậy. Hàng triệu người không ai giống ai. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy Long Vương, Ngài nói: Ông có biết trong hội này và trong biển cả, bao nhiêu là hình sắc, chủng loại mỗi khác nhau. Tất cả như thế đều do tâm tạo nghiệp lành hay dữ nơi thân khẩu ý mà ra. Do chúng sinh trước kia tạo nghiệp sai biệt, nên khi sanh ra cũng có những sai biệt. Chúng ta ngồi ở đây, mỗi người đều có tâm tư, suy nghĩ sai biệt nhau, nên hiện ra dáng vẻ khác nhau. Tuy ngồi chung một nơi, nhưng trong tâm mỗi người là mỗi cảnh giới riêng. Như hai đứa trẻ sanh đôi giống y nhau, nhưng vẫn có một hai điều gì đó khác. Vì tâm tư của mỗi người có những nét khác, nên trên hình tướng cũng có vẻ khác nhau. Phật dạy, mỗi người sanh ra là sống trong nhân quả, sống trong nghiệp lực. Con người không làm chủ được mình, mà do nghiệp làm chủ chúng ta. Người học Phật biết sân giận là xấu, nhưng gặp chuyện thì cũng sân, không làm chủ được. Như người bệnh tiểu đường, biết ăn ngọt là không tốt, nhưng gặp ngọt cũng thèm. Hoặc có những vị nghiện rượu, thuốc, biết là bệnh nhưng không bỏ được, cũng bị nó dẫn. Như vậy, nghiệp làm chủ mình, chứ mình không làm chủ được.
nhà Phật gọi là bị nghiệp sai xử. 2. Tu là chuyển nghiệp. Tu Phật là chuyển nghiệp, vì Phật dạy nghiệp không cố định. Cái gì có sanh thì phải có diệt, nghiệp cũng vô thường. Nghiệp do chúng ta tạo ra thì chính mình có thể chuyển đổi nó. Con người không hiểu, yếu đuối, cứ an phận với nghiệp lực, nên than sao nghiệp tôi nặng quá. Tất cả chúng sanh đều có thể chuyển được hết. Đức Phật là tấm gương cho mọi người. Phật hiện ra nơi đời giống như chúng ta, không phải ở trên trời rơi xuống. Nếu như Ngài ở trên trời hiện xuống thành Phật, thì không ai dám tu theo Ngài, vì nghĩ Đức Phật quá cao siêu, là một vị trời, còn mình ở dưới đất đâu bằng được. Đức Phật đến cuộc đời này là một con người, có cha mẹ sanh ra, lớn lên lập gia đình, sống thụ hưởng ngũ dục trong cung vua. Rồi thái tử đi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh già, bệnh, chết. Hình ảnh cho Ngài tỉnh thức là vị sa môn từng bước ung dung trong cuộc đời. Ngài hỏi sa môn chân lý để thoát cảnh sanh già bệnh chết. Được sa môn giải thích con đường tu hành giải thoát, nên Ngài quyết định ra đi tìm cầu chân lý. Con người đã có sanh thì có chết, sanh tử đều có nguyên nhân của nó. Nếu tìm được nhân sanh tử thì sẽ có cách giải quyết quả sanh tử. Theo tinh thần khoa học, quả từ nhân mà có. Như các nhà bác học, thấy bệnh chó dại phải tìm ra nguyên nhân nào gây ra bệnh chó dại. Tìm được con vi trùng chó dại trừ diệt nó thì sẽ hết bệnh. Phật cũng vậy, Ngài quyết chí dự thành xuất gia tìm đạo, cuối cùng đến cội Bồ Đề thiền định. Sau đêm 49, Ngài giác ngộ thành Phật, thấy rõ nguyên nhân của sanh tử luân hồi là 12 nhân duyên. Đó là nhân để có sanh tử. Nếu dứt được tập nhân thì giải thoát sanh tử, chứng đạt Niết Bàn. Ngài thành tựu được, sau đó chỉ dạy cho mọi người như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân, tu chứng A-La-Hán, chấm dứt cội gốc sanh tử luân hồi. Như vậy, nghiệp chuyển được, chứ không phải cố định. Mọi người chúng ta, khi thấy cảnh người sanh già bệnh chết, nghĩ đó là chuyện thường nên an phận. Ai sanh ra cũng chết, nên mình chết là chuyện thường, không nghĩ gì khác thêm. Nhưng với Thế Tôn, Ngài quyết tìm nguyên nhân để giải quyết dứt điểm nó. Do đó, Ngài vượt lên chuyển được nghiệp. Điều này cho chúng ta thấy rằng, Ngài là con người, Ngài đã làm được thì chúng ta cũng là con người như Ngài, thì ai cũng có thể làm được. Theo ý nghĩa, Phật là người giác ngộ. Chúng ta là người thì cũng có thể giác ngộ như Phật. Nhưng Phật giác ngộ ở đâu? Ngài giác ngộ từ tâm. Vậy mọi người có tâm thì đều có giác ngộ. Chúng ta học lịch sử Phật, nếu nói lại cho người khác nghe mà dùng từ không chính xác sẽ bảo Đức Phật có cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia, vợ tên Gia Du, có con là La Hầu La. Nói như vậy là chưa chính xác. Vì Phật làm gì có vợ, có con? Thái tử Tất Đạt Đa mới có vợ, có con, sống trong hoàng cung, rồi vượt thành xuất gia đi tìm đạo, đến khi chứng ngộ mới gọi là Phật. Như vậy, Phật là một bậc toàn giác, từ một con người bình thường, sau đó giác ngộ nên gọi là Phật. Như vậy, mọi người đều có thể tu chuyển nghiệp được. Chúng ta không nên mặc cảm, tôi tội lỗi quá chắc tu không được. Nếu vậy Phật ra đời làm gì? Phật ra đời để chỉ dạy cho chúng sinh tu. Tu là sửa, sửa cái xấu thành cái tốt. Cũng như Ương Quật Ma La là một tên sát nhân. Ông nghe theo lời thầy chỉ dạy, lấy 1.000 lắm tay của người sâu thành chuỗi đeo,
sẽ được truyền dạy pháp bí yếu của ngoại đạo. Từ đó, ông đi giết người, lấy được 999 ngón tay, chỉ còn lại một ngón cuối cùng. Ai thấy ông cũng sợ nên tránh mặt hết. Khi đó, vua sai quân lính đến bắt ông ta về trị tội, nếu không là nỗi kinh hoàng cho muôn dân. Bà mẹ nghe vậy lo sợ, nên đi đến báo cho ông hay. Nhưng ông lại định giết mẹ để lấy cho đủ số lượng 1.000 lắm tay. Đức Phật dùng Phật nhãn quan sát, thấy ông có duyên hóa độ và không muốn ông mang tội đại ngũ nghịch là giết mẹ, nên Phật xuất hiện trước mặt ông. Thế là ông rượt theo Phật. Ông càng rượt, nhưng sao thấy Phật vẫn cách xa nên mới la lên: Cồ Đàm, ông hãy dừng lại. Đức Phật bảo: Ta dừng đã lâu rồi, chỉ có ngươi chưa dừng thôi. Ông ngạc nhiên hỏi: Ngài đang đi, tôi chạy không kịp mà nói dừng khi nào? Phật bảo: Ta dừng đây là dừng những tâm tham, sân, sát, nghiệp, vân vân. Những cái đó chính ngươi chưa chịu dừng. Ngày đó, Ương Quật Ma La có sự tỉnh ngộ. Sau đó Phật thuyết pháp, giáo hóa cho ông, và ông chứng A-la-hán, giải thoát được nghiệp sanh tử. Như vậy, một người dữ tợn cũng có thể chứng thánh, chuyển được nghiệp. Cũng như tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc, bà có sắc đẹp, trước cũng tạo nghiệp rất nhiều, sau được Ngài Bục Kiền Liên độ. Nhân duyên thế này. Một hôm, Tôn giả Mục Kiền Liên đi khất thực ngang khu vườn. Có một vị phụ nữ trung niên rất đẹp đứng đón, dùng những lời lẽ mời mọc, gợi chuyện muốn chọc phá Ngài. Tôn giả Mục Kiền Liên là vị đệ nhất thần thông, nhìn qua biết đây là một cô gái kỹ nữ đến để mê hoặc mình. Tôn giả dùng thần lực thấy được những uẩn khúc chất chứa trong lòng người phụ nữ này, nên Ngài nói: Thật đáng thương cho cô. Tuy hình dáng bên ngoài thật đẹp, trang sức lộng lẫy, nhưng bên trong chứa đầy ô uế không dừng. Thân thể cô bất tịnh, tâm hồn cô ô uế dùng dẫy trong bùn nhơ. Như con voi già đang sa lầy, dùng dẫy chừng nào nó càng lún sâu chừng ấy. Người phụ nữ nghe vậy giật mình, cảm xúc rơi lệ. Tại sao vị này biết hết cảm xúc trong lòng mình? Cô mới thưa: Bạch Tôn giả, Ngài đã biết rõ tâm của tôi cũng không qua mắt được Ngài. Tôi nghe danh Ngài là thần thông đệ nhất, tôi không tin thần thông có thể vượt qua được sắc đẹp. Tôi biết mình là người nhiều tội lỗi và cũng nghĩ đến việc hướng thiện, nhưng bây giờ quá tuyệt vọng vì tội lỗi quá nhiều. Tôi là một kẻ không thể cứu vớt được, vì với một quá khứ ghê sợ, sau này tôi sẽ bị quả báo không lường trước được. Tôn giả Mục Kiền Liên an ủi: Cô không nên tự làm khổ mình như vậy, cũng đừng có thất vọng. Tội nghiệp dù có nặng đến đâu, nếu một phen sám hối thì đều có thể cứu vãn. Y phục dơ có thể giặt giũ cho sạch, thân thể ô uế có thể dùng nước tẩy rửa, tâm không thanh tịnh có thể dùng Phật Pháp rửa sạch. Dòng sông nhơ nhớp chảy ra biển cả, biển lớn có thể làm sạch được nước trong sông. Lời dạy của Đức Thế Tôn chúng tôi cũng đủ sức làm lòng người ô uế trở nên thanh tịnh khi biết sám hối những tội nghiệp quá khứ. Tôn giả Mục Kiền Liên đã đem lại niềm tin cho Liên Hoa Sắc. Tội lỗi nhiều nhưng cũng có thể rửa sạch nếu chúng ta biết chuyển hóa tu tập. Nhưng cô lại thưa: Tội lỗi quá khứ của tôi quá khủng khiếp, tôi kể ra e tôn giả bỏ chạy. Tôn giả Mục Kiền Liên nghe vậy cũng cố an ủi: Cô hãy nói ra đi. Cô nói: Tôi tên là Liên Hoa Sắc, con gái của vị trưởng giả giàu có trong thành Đức Xoa Thi La. Năm 16 tuổi, cha mẹ lập gia thất cho tôi, nhưng không lâu cha tôi qua đời, bà mẹ quá bụa, bèn tư thông với chồng tôi. Biết được việc này tôi quá đau lòng.
Lúc ấy tôi sanh được một đứa con gái, tôi bỏ lại cho chồng nuôi. Sau đó tôi tái giá với một người ở tỉnh khác, anh ta là một thương gia. Nhân một lần đi buôn bán xa ở thành Đức Svathila trở về, anh ta lén mua một nàng thiếp giấu riêng ở một nơi nào đó. Tôi được người cho biết và nổi máu ghen, tôi quyết tìm người con gái đó để xử cho một trận. Nhưng khi gặp mặt tôi mới té ngửa, không ai xa lạ, mà đó chính là đứa con gái chồng trước của tôi. Nói đến đó bà khóc nghẹn. Tôn giả an ủi: cô không nên thương tâm quá độ. Người mà biết rõ quá khứ vị lai thì xem đó là luân hồi nhân quả. Đó là nhân quả mà cô đã tạo đời trước, nên bây giờ nó trở lại, chứ không phải ngẫu nhiên đâu. Thật ra đời người là một bể khổ. Sau đó cô kể tiếp: với nỗi khổ đau như vậy, tôi bỏ nhà đi. Bắt đầu tôi chán ghét thế gian, nên mang thân này làm kỹ nữ mua vui cho thiên hạ, đùa cợt với mọi người đàn ông, khiến cho gia đình họ tan vỡ, vợ họ đau khổ để trả thù đời. Do đó tội lỗi tôi không thể lường được. Tôi chỉ biết kiếm tiền để xài phung phí, gieo bao đau khổ cho người. Bây giờ đây tôi không biết phải sám hối như thế nào. Tôn giả Mục Kiền Liên nghe qua, biết cô còn chút thiện tâm, mới đem giáo lý nhân quả của Phật giải thích cho cô nghe. Mọi việc đều có nhân, có quả. Do nhân đời trước đã tạo, nên đời này phải chịu quả báo như vậy. Bây giờ muốn chuyển đổi thì phải khéo tu, chứ không phải để như vậy hoài. Sau khi nghe tôn giả thuyết pháp, Liên Hoa Sắc tỉnh ngộ mới đi theo tôn giả về gặp Phật. Sau đó bà được Phật độ, tu hành chứng thánh vị A-la-hán, cũng nổi tiếng đệ nhất thần thông trong hàng ni chúng. Đây là bài học đánh thức mọi người thấy rằng, dù cho tội lỗi nhiều như vậy thì tánh giác cũng không mất. Nên nhà Phật có câu: nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Người nhiều ác nghiệp, nếu tỉnh giác tu hành có thể chuyển đổi thành thánh. Vậy thì số phận, định mệnh có thể chuyển, chứ không phải an bày như nhiều người đã nghĩ. Liên Hoa Sắc tội lỗi nhiều như vậy mà còn chuyển được, tu chứng A-la-hán. Chúng ta ngày nay tội lỗi đâu nhiều như bà mà lại nghĩ không thể tu được. Chúng ta nếu chịu tu, chịu chuyển hóa thì sẽ có kết quả tốt. Trong Phật Pháp có tứ chánh cần, tức là bốn điều siêng năng tinh tấn. Thứ nhất là điều ác chưa sanh thì ngăn không cho nó sanh. Thứ hai là điều ác đã sanh rồi thì khéo tinh tấn, siêng năng để trừ diệt nó. Thứ ba là điều thiện chưa sanh làm cho nó sanh. Thứ tư, những điều lành đã sanh làm cho nó phát triển hơn. Vậy thì điều ác chưa sanh, chúng ta ngăn dứt đừng cho nó sanh. Điều ác đã sanh thì chúng ta tinh tấn tu hành trừ cho nó dứt sạch. Những điều thiện chưa sinh làm cho nó phát sinh. Điều thiện đã sinh làm cho nó phát triển lên. Càng phát triển nhiều điều thiện thì điều ác càng bớt. Giống như làm ruộng vườn. Ruộng vườn trồng nhiều hoa quả cây ăn trái thì bớt cỏ. Còn lười trồng hoa quả rau cải thì cỏ hoang mọc nhiều, rắn rết ẩn núp. Cũng vậy, chúng ta tạo nhiều điều thiện thì điều ác bớt lại. Còn điều ác nhiều thì rắn rít ẩn thêm nhiều phiền não, đau khổ. Phật dạy chúng ta phải khéo biết tu để vươn lên, chuyển nghiệp, mới mong đem lại cho chính mình sự an vui vĩnh cửu. Trong Kinh Pháp Cú có dạy: tự mình làm điều ác, tự mình sanh nhiễm ô, tự mình không làm ác, tự mình thanh tịnh mình. Tịnh không tịnh tự mình,
không ai thanh tịnh ai. Nghĩa là mình làm điều ác thì tự mình làm ô nhiễm. Tự mình không làm ác, tức là làm điều thiện, là tự thanh tịnh cho mình. Tự mình làm cho mình trong sạch, thanh tịnh hay không thanh tịnh là quyền của mình. Phật không đem đến thanh tịnh cho mình, mà Ngài chỉ dạy cách thức làm cho mình thanh tịnh. Phật chỉ con đường cho chúng ta đi, nên gọi Phật là Đại Đạo Sư. Phật là Đại Y Dương, vị thầy thuốc cho thuốc chúng sinh để uống. Chúng sinh có uống thì mới hết bệnh được, không uống thì vẫn bệnh. Tịnh hay không tịnh là tự mình. Phật đem lại niềm tin cho mọi người, để tự mình có niềm tin tiến lên vì nghiệp từ tâm mà tạo. Tâm nghĩ lành thì con người làm lành. Tâm nghĩ ác thì con người làm điều ác. Tâm sân thì tạo nghiệp sân, vân vân. Cho nên, tâm là gốc của nghiệp. Muốn chuyển nghiệp thì phải chuyển từ tâm, không nên lo chuyển cảnh ở bên ngoài. Chúng ta nóng giận, rồi mua trái cây cúng Phật, cầu Phật cho con đừng nóng giận. Được không? Nóng giận là từ tâm của chúng ta. Chúng ta đi chùa thành học Phật, nhớ lời Phật dạy. Nóng giận là dân xấu, tạo thành những quả xấu cho mình. Luôn nhớ vậy thì sẽ bớt giận. Hết giận thì thanh tịnh. Phải tự mình chuyển hóa như vậy, không phải chỉ lo cầu Phật bên ngoài. Đạo Phật rất thực tế. Chúng ta học Phật phải chứng nghiệm được lời Phật dạy ngay trong đời sống, chứ không phải đợi qua kiếp sau. Đây là một chân lý, là lẽ thật ngay bây giờ. Chúng ta thực hành chứng nghiệm ngay cuộc sống này sẽ bớt phiền não, thêm an vui. Chúng ta tu là phải sáng suốt, thấm được giá trị của Phật Pháp, mới thấy Phật Pháp cao quý biết chừng nào, và càng vững niềm tin bằng trí tuệ chân thật. Như vậy, muốn chuyển phải chuyển tâm, chuyển tâm phải học Pháp. Phật có dạy bài kinh. Ngày xưa có vị Bà La Môn tu theo Pháp Tịnh Thủy Hành, tức là dùng nước để rửa sạch tội lỗi. Mỗi ngày hai thời sáng chiều, ông đều xuống nước tắm. Phật biết ông có chủng tử lành nên đến cảm hóa, hỏi: và mục đích gì mà ông làm hạnh đó? Ông bảo: tu dùng nước để rửa sạch tội lỗi. Buổi sáng tạo tội lỗi gì đó, buổi chiều xuống tắm để rửa sạch. Còn tối lỡ làm tội lỗi thì sáng xuống tắm để rửa. Phật liền nói bài kệ cảnh tỉnh: chính pháp là ao hồ, giới là bến nước tắm, không cấu uế trong sạch, được người lành tán thán. Tức là lấy chính pháp làm ao hồ, giới là bến nước tắm. Giới là những điều mà Phật ngăn cấm. Người Phật tử quy y thọ năm giới thì giới là bến nước tắm đó. Xuống bến nước tắm đó thì không cấu uế, trong sạch. Tắm bằng nước Phật Pháp thì trừ được uế tạp, sạch hết tội lỗi mới qua bờ bên kia. Người trí luôn tắm bằng nước Pháp, trong sạch thân tâm, qua được bờ giải thoát. 3. Không lầm nhân quả. Như vậy, muốn vui phải tránh tạo nhân ác, muốn hạnh phúc phải tạo nhân lành, nhân tốt. Đó là nhân quả rõ ràng. Trách người không hiểu đạo, khi gặp đau khổ chỉ biết than trời trách Phật. Trái lại, người hiểu đạo, khi khổ họ biết đây là nhân mình đã tạo đời trước. Khổ này là quả phải trả cho xong. Giống như chúng ta đã vay nợ,
bây giờ người ta đòi thì phải trả cho hết. Nếu người ta đòi mình không thèm trả, còn cãi lại, thì nợ càng chồng thêm, khổ càng thêm khổ. Chúng ta biết rõ là dân đời trước đã gieo, bây giờ vẫn dục trả, đồng thời tạo nghiệp lành thì mới mong mau hết nợ. Ngài Huyền Trang từ Trung Quốc sang Ấn Độ tìm học kinh điển của Phật. Khi Ngài đến Đại học Na Lan Đà, gặp luận sư Giới Hiền, lúc đó sư trên 100 tuổi. Khi luận sư Giới Hiền Ngài Huyền Trang, sư cảm động rơi nước mắt. Trong chúng mới hỏi tại sao, Ngài Giác Hiền thay sư thuật lại. Trước kia, Hòa Thượng có bệnh thấp khớp, đau nhức mình mẩy rất khổ sở suốt 20 năm. Thuốc men gì cũng không hết. Có lúc buồn quá, Hòa Thượng muốn nhịn ăn cho chết sớm. Nhưng Hòa Thượng nằm mộng, thấy ba vị hình tướng trang nghiêm rất đẹp. Một vị là Bồ Tát Di Lặc, một vị là Bồ Tát Quán Âm, một vị là Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù nhắc nhở Hòa Thượng: thân người là vô thường, mỏng manh, đáng chán, nhưng không bảo hủy hoại thân này. Thân này như chiếc bè gỗ để mình qua sông. Nếu qua sông bị chới giới, bị chìm thuyền, mà gặp khúc gỗ mục cũng phải ôm để vào bờ. Cũng vậy, chúng ta phải tạm mượn thân này để tu hành. Không nên bám chắc vào nó quá, cũng không nên ghét bỏ nó, làm cho thân hủy hoại. Sở dĩ bị thế này, vì đời trước, ông là vị quốc vương chinh chiến nhiều, làm não hại vô số chúng sinh. Nhân quả phải trả, đáng lẽ phải đọa, nhưng do đời nay ông biết tu, nên chuyển thành nghiệp bị bệnh đau nhất, giống như những mũi tên đâm. Đó là chuyển nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ, ông hãy nhẫn nại mà lo hoằng pháp. Thời gian sau, sẽ có một vị tăng từ Trung Hoa qua học pháp. Ông tận tình chỉ dạy cho vị đó, thì nghiệp của ông sẽ hết. Bây giờ gặp Ngài Huyền Trang qua, đúng như những gì trong mơ đã thấy, nên Hòa Thượng xúc động khóc. Như vậy, Ngài Giới Hiền biết rõ nghiệp quả của mình rồi, thì nhẫn nhục chịu, nỗ lực tu, nên dần dần hết nghiệp. Người học Phật hiểu rõ tất cả đều do nhân quả, đều có nhân duyên, không có gì là tự nhiên cả. Tổ Bồ Đề Đạt Ma có dạy: người tu hành khi gặp phải những cảnh khổ phải tự nghĩ rằng: ta từ trong vô số kiếp lâu xa đã bỏ quên gốc chạy theo ngọn, nên bị trôi nổi lang thang trong các cõi. Trong đó phần nhiều chúng ta đã giấy tạo bao nhiêu điều trái nghịch, oán ghét, hận thù. Nay đây tuy không có phạm phải, nhưng đó là quả ươm từ nhiều đời trước. Khi quả đã chín mùi thì sẽ rụng xuống, chứ chẳng phải là trời thần hay người nào đem đến cho mình. Quả trổ thì chúng ta sẵn lòng nhận chịu, không nên sanh tâm oán trách. Kinh nói: gặp khổ chẳng lo buồn. Tại sao? Vì biết thấu suốt duyên cớ của nó. Tổ dạy: nếu trong đời nay chúng ta tu hành có gặp cảnh khổ, thì phải nhớ rằng mình sống trong biển khổ luân hồi sinh tử này, đâu phải lúc nào chúng ta cũng tạo điều lành, điều tốt. Có khi tạo những điều oán ghét, oan trái với người mà chúng ta đâu nhớ. Bây giờ quả đã đến để đòi, chứ không gì khác. Do đó, chúng ta phải nhẫn chịu để tạo nghiệp lành, chuyển oán trách khổ đau thành hoan hỷ an vui, mới mong hết nghiệp. Phật dạy nhân quả có ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Đời này con người không làm điều ác, nhưng đời trước đã tạo những điều ác đó. Đây quả đời trước đã chín, nên chúng ta phải hái nó trước. Đồng thời, đời nay chúng ta tạo những điều lành thì như mới trồng cây,
cây nào trồng sớm sẽ có quả trước, cây nào trồng trễ sẽ có quả muộn. Khi hiểu rõ nhân quả, chúng ta sẽ có niềm tin trong sáng vào Phật Pháp. Hiểu nhân quả rồi, thì gặp nghịch cảnh, biết đây là quả của mình đã tạo ở đời trước, mau mau tạo điều lành để chuyển dần thôi. Cũng như Phật dạy, tu phước tích thiện sẽ chuyển nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ. Như chú Sa Di còn 7 ngày nữa sẽ chết. Thầy của chú đã chứng đạo, biết quá khứ vị lai, nên cho chú về thăm nhà 7 ngày. Trên đường về thăm cha mẹ, chú Sa Di đi qua con suối, thấy bầy kiến bị cuốn chới với giữa dòng nước. Chú thấy cảm thương nên bẻ nhánh cây khô thả xuống, cho kiến theo nhánh cây bò lên bờ. Xong việc chú về nhà. Lâu ngày về thăm nên cha mẹ giữ chú lại thêm ít bữa. Khi chào cha mẹ về tới chùa thì quá 10 ngày. Ông thầy ngạc nhiên, tính có 7 ngày là chú sẽ chết, mà sao giờ quá hạn thấy chú vẫn bình an. Vị thầy mới hỏi, trên đường đi con có làm điều gì lạ không? Chú Sa Di đáp, dạ không. Thầy hỏi lại bảo chú nhớ kỹ xem. Chú chợt nhớ bèn thưa, à, trên đường về thăm cha mẹ, con đi qua dòng suối, thấy bầy kiến đang chết đuối giữa dòng. Thấy thương nên con bẻ nhánh cây khô cho nó bò lên. Ông thầy bảo, đó là phước lành con đã tạo, khiến thêm tuổi thọ cho con. Vì cứu được bầy kiến, tạo công đức lành mà chuyển đổi được nghiệp yếu mạng cho con. Vì vậy, luận trên nhân quả, chúng ta khỏi phải đi coi thầy bói, chỉ lo tu tạo công đức lành tốt thì sẽ chuyển đổi được nghiệp lực của chúng ta. 4. Tóm kết. Nghiệp do chính chúng ta tạo. Hiểu như vậy, chúng ta sẽ không đổ lỗi cho ai, đồng thời cũng là trả lại quyền tự chủ cho mình. Mình làm thì mình chịu, rồi mình tự cải tạo đời sống để tiến lên, lấy lại niềm tin cho chính mình. Phật dạy, ai cũng đều có Phật tánh. Đó là đức tánh sáng suốt, chứ không phải xấu xa. Dù là tên ăn trộm tội lỗi, nhưng người đó cũng có cái tâm lành. Tên trộm đâu muốn mình thành người xấu, biết ăn trộm là xấu nên mới lén rình lấy. Tuy biết vậy, nhưng bị nghiệp làm chủ rồi dẫn đi, vô minh che nhiều quá, chứ cũng biết đó là điều xấu. Trong sâu thẳm nội tâm của mỗi người đều có tánh thiện. Nếu chúng ta biết khai thác, phát huy, thì những điều xấu này sẽ chuyển dần thành tốt. Đó là tu. Mỗi người đều có cái gốc tốt lành để phát triển. Phật là từ chúng sinh giác ngộ tiến lên thành Phật. Phật biết phát triển sớm và chỉ đường cho chúng sinh, để ai cũng biết phát huy ra điều đó để tu thành Phật. Vua Trần Nhân Tông khi đi tu, Ngài giác ngộ có làm bài kệ về cư trần lạc đạo. Ở đời vui đạo hễ tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Trong nhà có báo, báo đây không phải vàng bạc, hột xoàng, kim cương, mà là mọi người đều có Phật tánh. Tánh giác sáng suốt là của báo. Báo trong Phật Pháp không cần tìm kiếm ở bên ngoài, mà phải biết phát huy, khai triển nó ra thì sử dụng được. Đó là chuyển những tập nghiệp, chuyển chúng sinh thành thánh hiền. Ngược lại, nếu người cứ chôn vùi của báo, tất nhiên làm mãi chúng sinh. Chúng ta phải có niềm tin tiến lên, khai thác được của báo trong nhà để dùng mãi không hết. Như vậy, Phật đã chỉ đường, đã trao thuốc cho chúng sinh rồi. Việc còn lại là tự mỗi người lấy thuốc ra uống cho mau hết. Phải tự lực đi bằng đôi chân của chính mình mới mong mau về nhà.
Vậy mong rằng tất cả khéo tu tập, phát triển thiện tâm của mình, tiến lên trên đường học Phật, ngõ hầu mang lại lợi ích cho chính mình, đồng thời tác động đến mọi người xung quanh, để ai ai cũng cảm nhận được giá trị thiết thực của Phật Pháp. Từ đó, con người gầy dựng niềm tin, hướng về ánh sáng Phật Pháp để chuyển hóa khổ đau, sống đời an lạc. Được như vậy, chúng ta sẽ làm tăng trưởng công đức, gián tiếp truyền bá Phật Pháp, xứng đáng là người đệ tử Phật.